địa điểm mà chúng tôi gợi ý tới quý vị. Quý vị nghĩ sao nếu như chúng ta có thể chạy bộ một nơi được coi là tận cùng của thế giới ạ? Một nơi mà nhịp sống ở đó tách biệt hoàn toàn với cuộc sống hiện đại ồn ào bận rộn. Ở đó thì có một mặt hồ phẳng lặng khổng lồ giống như một chiếc gương vậy. Và ngay bây giờ thì biên tập viên Hồng Cư của chúng tôi sẽ dẫn quý vị tới ghé thăm một vùng quê bình dị và tuyệt đẹp của đất nước Slovenia. Là một trong những hồ băng tan được tạo ra từ băng tích. Nó là một trong những hồ đẹp nhất và cũng là to nhất của Slovenia, nằm trong thung lũng Bohin thuộc dãy Alps. Do hồ Bohin nằm giữa những dãy núi chập trùng với độ cao từ 1.600m đến 2.000m, và thêm nữa, trước thế kỷ 18, đường xá địa hình ở đây vô cùng hiểm trở, nên trong hàng trăm năm, vùng đất này luôn bị cách ly hoàn toàn với phần còn lại của Slovenia. Người dân vừa tự hào vừa hài hước khi đưa ra châm ngôn: Bohin của chúng tôi luôn đi sau thế giới 1 đến 2 ngày. Phải chăng sự tách biệt đó khiến cho hồ Bohin luôn phẳng lặng giống như một mặt gương trong suốt? Nơi đây còn có những loại tảo, loại cá độc nhất vô nhị. Hồ có chiều dài 4,2 km, rộng khoảng 1 km, với những mạch nước ngầm mà chưa ai dám khẳng định nguồn gốc ra sao, chỉ biết màu xanh ngọc bích huyền bí khiến giới khoa học vô cùng tò mò. Nơi tận cùng của thế giới được đặt trong ngọc kép này luôn khiến cho bất kỳ ai có dịp ghé qua đều sững sờ trước sự trong vắt, tĩnh lặng, và khiến cho nhiều người cứ cố nghĩ xem cách đây vài nghìn năm cuộc sống ở đây từng diễn ra thế nào. Cụ kỵ ông bà của tôi đều sống ở thị trấn Bled. Tôi lớn lên ở đây từ bé. Chỗ này cách hồ Bohin hơn 20 km. Đó là viên ngọc xanh của tuổi thơ của tôi. Tôi gắn bó với nơi đây vì có dòng nước mát khởi nguồn trong trèo, giúp chúng tôi lớn lên và hình thành nhân cách. Để tôi giới thiệu cho bạn về bể nước công cộng. Nước này có khoáng đấy. Nó chính là nguồn nước từ trên núi khu hồ Bohin và Bled. Thỉnh thoảng các chú ngựa hay cừu vẫn đi ngang qua đây uống. Trước thì tôi và mẹ thường ra đây giặt quần áo. Giờ thì không ai làm thế nữa. Chắc bạn sẽ chỉ còn nhìn thấy cảnh đó trong phim cổ xưa mà thôi. Đồng Zlatorog có nghĩa là sừng vàng, về chú hươu mảnh khảnh huyền thoại đứng bên hồ Bohin luôn là biểu tượng về sức mạnh. Người dân tin rằng chú hươu là vị thần trong đêm tối, bảo vệ cho dặng núi xung quanh, cho bình yên xóm làng. Chính tình yêu và sự tin tưởng đó khiến cho khách du lịch cũng như những người bản địa, dù gặp nhau trong bối cảnh và không gian thế nào, tiếng đàn, lời ca cùng những điệu nhảy luôn thăng hoa.